Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Quỳnh Phạm. Thì đã lâu rồi mình không hoạt động trên YouTube. Nay mình quay lại với một cái video SPEEDPAINT tiếp nha. Vì dạo trước mình bận học nên là không có thời gian để làm video. Và mình cũng khá là bí ở phần ý tưởng. Nếu mọi người có ý tưởng nào hay thì đừng quên comment nhé. Nhân vật hôm nay mình sẽ vẽ chính là Alibaba Saluja. Giờ thì mình sẽ cho mọi người xem quá trình mình hoàn thiện bức tranh này nhé. Đầu tiên là mình đã có một cái sketch trên giấy photo nè. Vì mình không có bảng hắt sáng nên là sử dụng đèn bàn để scan nhé. Việc này sẽ giúp tranh mình sạch sẽ hơn vì các bảng phác thảo thường rất là bẩn. Còn đây là bảng phác thảo và bảng đã scan nè. Nó khác nhau một trời một vực luôn á. Ở lớp base của da thì mình sử dụng màu thiên long nha. Mình thì thường phủ một lớp nước lên trước để giấy có độ lon tốt hơn. Mê cung hiện thoại thì là một trong những bộ anime mà mình rất là yêu thích từ nhỏ tới giờ luôn. Mình xem đi xem lại mấy lần mà vẫn không thấy chán. Lúc này là mình quay là buổi tối nên là lên ảnh nhìn không có đẹp cho lắm. We'll be right back.
là buổi sáng rồi nè. Tranh lên ảnh nhìn xinh hết cỡ. Giờ thì mình sẽ tiến hành phần tỉa tóc. Tỉa tóc thì mình sẽ tỉa đi tỉa lại rất là nhiều lần nên là khá là nhọc công. Mà hầu hết là mình tỉa theo cảm tính. Còn về phần áo trắng thì mình sẽ lên bi nhẹ nhẹ thôi. Giờ thì mình sẽ tỉ xương xương.
thì tới phần tôi cũng không có biết tôi như thế nào nữa, nên là cứ quẹt thế quẹt đại vô. Của mẹ mình. Mình thì thường hay dùng tay thoa trực tiếp lên tranh luôn. Nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng lấp lánh. Sẽ nhìn như vậy nè, lấp la lấp lánh. Mà đôi khi có nhiều khách con á, dọc một tí là tay sáng hết cả lên. Video đến đây thì cũng đã dài rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Giờ thì bye bye.